Cảm ơn chị đồng ơi. Lan ơi, em đừng nhìn anh như người xa lạ. Anh vẫn là anh, vẫn là mình của Lan Hồng Đức, vẫn còn say nồng nhiệt như buổi ban đầu. Hai đứa mới thương nhau, anh cũng biết thương em nhớ mẹ, chốt lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa anh cũng làm thi sĩ, ca ngợi tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi là để đem danh quan về cho cha. Đêm hạnh phúc lứa đôi, tháng ngày mong đời. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà xa cách muôn đông. Lan ơi, xin em đừng hiểu anh là kẻ bạc nghe vô tình. Hình bóng của em mãi thắp chờn trong tâm nào, nỗi đau quằn nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em phải dấn thân vào không được chôn nghe, để ngày nào họng súng của anh sẽ bắn vào em. Lan ơi, nếu em ngã xuống thì lòng anh sẽ thành băng giá, vì nỗi xót đau bao nỗi kinh hoàng. Lan, em nói đi, tại sao đàn bà không cầm quá cầm súng cầm lũ đạn mà tay cầm kìm đỡ kìm ngôn ngữ? Em nói đi Lan. Anh không hiểu tại sao em già quanh không làm hai con chim nhỏ ca hát suốt đêm ngày một bài ca hạnh phúc. Bình yên trong một thế giới yên tử vừa khung trời thơ mộng. Anh sẽ lo, anh lo cho em có đầy đủ vàng son dung lụa. Anh sẽ dựng cho em một căn nhà nhỏ xinh xinh, nghĩa là ngay trên mặt đất. Anh sẽ tạo cho em một cuộc sống thiền. Tội gì em dấn thân vào dòng quy hiền, xuống đường đánh trống để rồi mang lấy quả vào thân. Em nghĩ coi việc làm cho chị được lấy đau thương, trước sắt thép bơm đạn của một siêu cường quốc có sức mạnh kinh hồn. Cảm ơn những lời phát biểu diễn được.